Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình truyền hình Tam Kỳ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có. Tuần qua, các ngành địa phương đã sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Với phương châm an ninh chủ động, 6 tháng đầu năm 2021, Công an thành phố Tam Kỳ đã nắm chắc tình hình, mở hai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố, tham gia tích cực cùng chính quyền thành phố thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành cấp đổi 79.469 trên 81.890 hồ sơ căn cước công dân, đạt tỷ lệ 97,04%, và thực hiện hai dự án lớn về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án phạm pháp hình sự đạt cao 85,42%. Tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, Công an Tam Kỳ đã khen thưởng 5 tập thể đạt thành tích tiêu biểu. 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy quân sự thành phố lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng, bảo vệ an toàn các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị. Tham mưu cho thành phố chỉ đạo 4 địa phương, Tam Thanh, Tam Phú, Hòa Hương, Tam Ngọc, hoàn thành khá tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng của năm 2021, trong đó tiếp tục phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tham gia chỉ huy vận hành các khu cách ly của thành phố và tỉnh, đảm bảo đúng quy định, chuẩn bị nhân lực, trang bị, phương tiện phòng chống thiên tai, tham mưu chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt quy trình về tuyển quân năm 2022. Tại hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố các cấp đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, tích cực tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về nghị quyết đại hội đảng các cấp, tuyên truyền tham gia và vận động thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố cũng đã ủng hộ trực tiếp 347,5 triệu đồng vào quỹ phòng chống COVID-19. Toàn thành phố huy động quỹ vì người nghèo đạt trên 1,5 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 16 nhà đại đoàn kết. Ủy ban Mặt trận thành phố đã khen thưởng cho 13 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng của năm 2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ cho thấy, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao kinh phí đợt 1 năm 2021 xây dựng nhà máy ấm công đoàn với số tiền 60 triệu đồng cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, các công đoàn cơ sở đã vận động được số tiền trên 210 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị, 4 cá nhân tham gia thực hiện hiệu quả chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tuyên dương khen thưởng. Một cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cũng được khen thưởng. Các đảng bộ phường An Xuân và xã Tam Thanh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12. Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi địa phương. Các nguồn hay, các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trên địa bàn các địa phương đã được phát huy nhân rộng. Hội nghị đã khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 từ 2016 đến 2021. Dịp này, Đảng bộ phường An Xuân cũng đã trao huy hiệu đảng cho 5 đảng viên. Lễ ký kết trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng mới 10 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo tại 6 địa phương An Xuân, Trừ Xuân, An Phú, Tam Thanh, Tam Ngọc, Tam Phú của thành phố Tam Kỳ năm 2021 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Nam BIDV vừa diễn ra. Số tiền BIDV hỗ trợ là 500 triệu đồng. Ngay sau lễ ký kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phối hợp với các địa phương khảo sát về hiện trạng nhà ở của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn để lập hồ sơ giải ngân nguồn hỗ trợ với mức 50 triệu đồng trên một nhà xây mới.
Tại hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2021 do Đảng bộ phường Hòa Thuận tổ chức, 15 thí sinh tham gia dự thi 3 phần: soạn đề cương, bài thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hội thi đã tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác tuyên truyền, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên địa bàn phường, đồng thời phát hiện những cán bộ đảng viên có năng lực bổ sung vào đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của địa phương. Công an thành phố Tam Kỳ, Thành đoàn Tam Kỳ và Ban chỉ đạo hoạt động 2 phường An Xuân phối hợp tổ chức truyền thông tuyên truyền chủ đề 30 3 có, phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố năm 2021. Các em được truyền đạt những nội dung chính của chủ đề 30 gồm: không vi phạm pháp luật, không sa vào tệ nạn xã hội, không lười nhác, buông thả. 3 có gồm: có hiểu biết về pháp luật, có lý tưởng, khát vọng, có lối sống văn minh, nghĩa tình. Qua đây trang bị cho các em những kiến thức cơ bản nhất về pháp luật, những điều nên làm và nên tránh, từ đó từng bước giúp các em thay đổi thái độ, hành vi, nhận thức về pháp luật và chấp hành pháp luật. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Tam Kỳ vừa cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Đào Thị Lịnh ở khu phố Mỹ Bắc, phường An Mỹ để thi công dự án đường N10. Còn tại xã Tam Thăng, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức bảo vệ thi công dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng đối với hộ bà Trịnh Thị Phương trú tại thôn Tân Thái, xã Tam Thăng. Đây là những trường hợp đã được chính quyền thành phố nhiều lần gặp gỡ, đối thoại, đã thực hiện đảm bảo về đền bù, bố trí đất tái định cư, nhưng hai hộ này vẫn không chấp hành chủ trương, gây ách tắc dự án. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Tam Kỳ đang nỗ lực duy trì kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, trong đó kiểm soát nghiêm ngặt người trở về từ các địa phương khác, đặc biệt tại các vùng đang có dịch. Ghi nhận nhiệm vụ phòng chống dịch tại chốt kiểm soát ga Tam Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm và chuyến tàu SE8 bắt nguồn từ Biên Hòa Đồng Nai vừa mới xuống ga Tam Kỳ và có khoảng hơn 15 hành khách đến tại ga Tam Kỳ và được các lực lượng chức năng thực hiện khai báo y tế cũng như là đo thân nhiệt. Từ ngày 9 tháng 7, ga Tam Kỳ không có các chuyến tàu từ thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có tàu từ các tỉnh khác đến vào ban đêm với số lượng ít ỏi. Tuy nhiên, lực lượng công an và y tế vẫn túc trực tại đây để đảm bảo việc kiểm soát người về từ các địa phương khác. Các hành khách sau khi xuống tàu được lực lượng y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện khai báo y tế. Mình ở Bình Định về. Mình ở An Nhơn, thị xã An Nhơn, Bình Định về. Và khi mà anh về thì anh thực hiện cái việc khai báo y tế? Mình thực hiện qua ứng dụng Bluezone. Và cũng khai báo, cũng thực hiện, cũng đeo khẩu trang, cái giữ khoảng cách an toàn. Thì tôi ở nơi xa về thì tôi cũng chấp hành đúng cái luật lệ chỉ thị của nhà nước đưa ra, thành thật khai báo rồi, ở nơi nào thì khai nơi đó. Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại ga Tam Kỳ hiện nay được bố trí lực lượng gồm 5 cán bộ chiến sĩ công an thành phố và 2 cán bộ y tế túc trực 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người về từ các địa phương khác một cách nghiêm ngặt và chặt chẽ. Sau khi công dân thực hiện khai báo y tế xong, lực lượng chức năng sẽ phân luồng. Những công dân về từ địa phương có dịch sẽ được Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tam Kỳ đưa về khu cách ly tập trung. Những công dân khác được hướng dẫn cách ly tại nhà. Gặp nhiều cái trường hợp mà bà con và nhân dân mình không chấp hành thì trao qua các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền thuyết phục bà con nhân dân mình thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng chống dịch. Khi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và lây lan ở nhiều tỉnh thành phố thì việc kiểm soát người về từ địa phương khác cần được siết chặt. Thành phố Tam Kỳ đang làm tốt công tác này nhằm ngăn chặn dịch bệnh xuất hiện, lây lan trên địa bàn thành phố, giữ vững kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, thành phố Tam Kỳ đã triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 với sự hưởng ứng tham gia tích cực của các hộ kinh doanh cá thể và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Tân Thạnh là một trong ba địa phương của Tam Kỳ có số hộ kinh doanh cá thể và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo nhiều nhất toàn thành phố, với số lượng 1.431 đối tượng.
tại khu phố Mỹ Thạch Bắc. Trong quá trình thu thập thông tin, điều tra viên đã bổ sung số hộ kinh doanh cá thể từ 136 lên 178 hộ. Đến nay, mọi thông tin của các hộ kinh doanh đã được điều tra viên thu thập xong, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Đây cũng là khu phố hoàn thành sớm nhất của thành phố Tam Kỳ. Sau khi làm được một hai hộ rồi thì cái thao tác nó vẫn rất là dễ. Tiện lắm, chứ lúc trước mình ghi bằng giấy, bằng viết thì rất là khó. Bây giờ làm qua điện thoại, qua cái phần mềm thì rất là dễ. Phương pháp thu thập thông tin tổng điều tra giai đoạn 2 là điều tra viên thống kê đến gặp và phỏng vấn trực tiếp các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Các nội dung phỏng vấn được tích hợp trong phiếu hỏi điện tử được cài đặt trên thiết bị di động thông minh, viết tắt là CAPI. Nhờ đó, thông tin được thu thập nhanh gọn. Việc tổng hợp của cơ quan thống kê cấp trên cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn do áp dụng triệt để công nghệ thông tin. Các đối tượng được điều tra trên địa bàn thành phố cũng đã tích cực hưởng ứng, cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Hôm nay với điều tra viên đã đến để lấy thông tin. Tôi cũng sẵn sàng cung cấp những thông tin đầy đủ, phối hợp thực hiện chính xác. Cách đây vài ngày thì bên điều tra này cũng có tới cung cấp thông tin cho chị. Đồ hữu ích gì đủ thứ đó, là chị cũng đều, tôi cũng đều cung cấp đầy đủ thông tin chính xác. Tổng điều tra kinh tế năm 2021, giai đoạn 2 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ sẽ tiến hành điều tra 10.600 hộ kinh doanh cá thể và 34 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Để đảm bảo tiến độ và kết thúc sớm cuộc tổng điều tra, Ban chỉ đạo thành phố đã điều chỉnh tăng thêm số lượng điều tra viên từ quy định là 52 lên 64 người. Công tác điều tra được thực hiện song song với việc đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vấn đề tập huấn là vấn đề then chốt trong cái điều tra này. Tại vì đây là sử dụng công nghệ về 4.0. Vấn đề thứ hai nữa là Ban chỉ đạo thành phố phân công giám sát từng địa bàn, xã phường đến từng điều tra viên hỗ trợ tích cực trong những giai đoạn đầu. Do vậy cái tiến độ điều tra cũng đáp ứng được cái tiến độ chung của tỉnh. Việc hoàn thành cuộc tổng điều tra lần này có ý nghĩa quan trọng cho việc phân tích, đánh giá và đề ra các chủ trương, xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố. Do đó, Tam Kỳ đặt mục tiêu tới ngày 20 tháng 7 sẽ hoàn thành cuộc tổng điều tra giai đoạn 2, sớm hơn 10 ngày so với quy định của Trung ương và của tỉnh. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình Tam Kỳ tuần này. Chương trình được phát hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.